Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời. Rất là dễ thương và rất là năng động. Em tên gì? Em tên Yến. Em 23 tuổi. Em đang làm nhân viên văn phòng. Anh ăn xuất nhập khẩu. Xuất nhập khẩu là công ty em nằm ở đâu? Dạ, ở quận Bình Tân ạ. Quận Bình Tân. Chúng ta chờ xem chàng trai chúng ta làm cái gì ở đâu. Xin mời. Mời bạn ngồi. Bạn nghe tên gì? Em tên Tuấn. Tuấn. Bạn bên kia tên Yến. Bạn bao nhiêu tuổi? Em 29 tuổi. 29, bạn bên kia 23. Bạn làm nghề gì? Em là trưởng phòng kinh doanh cho công ty ba lô túi sách. Trưởng phòng kinh doanh, bạn bên kia làm xuất nhập khẩu. Ba lô túi sách có làm cái túi bạn mang không? Dạ có. Hôm nay bạn biết rằng cái cuộc gặp hôm nay cũng rất quan trọng đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng lý do tại sao bạn không có gọi là make up lên á, quần áo cho đẹp xíu đồ bé? Em nghĩ là cái bề ngoài nó không có quan trọng, cái hình thức bên ngoài không quan trọng, quan trọng là cái cách mình đối xử và cái cách mình giao tiếp với nhau nó quan trọng hơn. Giống như bắt giỏ vậy. Tôi nghĩ nhiều lúc ấy, mình đi mình có thể bỏ như khăn giấy gì trong túi, hoặc là những lúc mà bạn gái mình cần mình có thể lấy ra mình đưa cho bạn gái mình cũng được. Có ai nói bạn là có cái đầu rất là lạ không? Dạ hầu như mà bạn bè em mà gặp em thì ngay lập tức mở cửa miệng đầu môi ra là đúng quăng. Dạ. Mà tóc dài không? Tóc dài lắm. Dài. Dài, tóc rất là dài. Bữa nay nhăn mặt rồi nè, Em thích con trai tóc ngắn. Gọn gàng. Nhưng mà bây giờ chị hỏi em nè, chị nhìn thấy em thì rất là năng động, rất trẻ trung. Chị nghĩ em cũng rất là hoạt bát, nhưng mà tại sao em không có bạn trai là chị không có tin? Em cũng gặp nhiều bạn nhưng mà không có hợp cái tiêu chuẩn của mình. Phải cao hơn em rồi là... Em cao mét nhiêu? Em cao 1m7. Rồi vậy em muốn người ta cao nhiêu? Muốn người ta phải cao 1m7 thôi. Trời ơi, mẫu bạn trai của em như thế nào? Mẫu bạn trai của em như em nói là thân hình phải săn chắc. Trời, săn chắc là sao? Da ngâm đen, nhìn manly, mạnh mẽ. Bên đây đen thùi lùi luôn. Con trai thì phải mạnh mẽ, quyết đoán. Mình này quyết đoán lắm, lên trưởng phòng rồi đó. Quyết đoán nữa lên chuẩn bị lên phó bóc, giám đốc giờ. Rồi phải biết tinh ý một chút, biết người khác buồn hay vui á, phải cảm nhận được. Không, bên đó tinh ý, đi có đem theo khăn giấy, hãy em khóc là đưa qua liền. Em thích cái đó. Còn tiêu chuẩn của bạn là như thế nào? Đối với em thì một lượng gái dễ thương, hiền dịu, gương mặt thì hình trái xoan. Trái xoan, bên kia trái dừa. Bên này trái mít. Vậy em có yêu cầu đặc biệt gì về người bạn trai của mình không? Người bạn trai đó phải yêu động vật, đặc biệt là yêu chó. Gì vậy, về phụ em nuôi chó hả? Thích nuôi chó không? Đúng. Dạ, nhà em có tính là tới giờ chắc cũng khoảng là 7 con rồi anh. Trời, đúng luôn, 7 con chó luôn. Nếu bây giờ chọn bạn, chọn người yêu của bạn, làm chung cơ quan của bạn, không quyết điều đó, người yêu bạn không nghe thì sao? Đó là lý do em không chọn người yêu cùng công ty. Hay. Trả lời rất là quyết đoán và rất là nhanh nhẹ. Hồi nãy giờ em nghe hai bên nói chuyện thì em thấy là hình như là rất là nhiều điểm tương đồng, rất là tương thích với nhau. Nhưng mà vấn đề quan trọng là có được cao hơn 1m7 hay không đó. Khoan đây, anh hỏi chúng cái bạn này coi, bạn có thần tượng ai mà có muốn người yêu của bạn giống ai không? Thì về thần tượng thì em không thần tượng về ai hết, nhưng mà nếu mà nói cái nét mặt đơn giản giản dị giống như là Thảo Hugo chẳng hạn. À, Thảo vẫn con đã lớn khôn á hả? Dạ đúng rồi. Kìa, qua tới. Để dài chút xíu đi, chị làm thẩm mỹ này chị duỗi tóc cho. Đứng lên thì coi được cao hơn 1m7 không? Thì em nhón lên tí. Ngồi này chắc không tới rồi. 1m67 hả? Dạ. Tôi đoán trúng bóc rồi, tôi nhìn là tôi biết 1m67 rồi, tôi chuyên đi đo hàng mà. Không đi được rồi. Thiếu 3 phân. Thiếu 3 phân là em ơi, chưa kể em mang giày. Đó, bây giờ em tính sao đó, em tính chị đã thấy chị làm được rồi đó. Được rồi. Để chưa đứng lên nha. Chào bạn. Thấy là biết người mẫu rồi. Bên kia muốn mặt giống giống Thảo Hugo. Cái này mặt cũng xinh. Ha. Còn bạn muốn bạn trai bạn giống diễn viên nào không? Giống anh Quyền Linh. Giống Quyền Linh hả? Bên kia cũng hơi giống đen đen á.
Rồi, để xem được giống Quỳ Linh không nha. À, mà coi giống có giống Quỳ Linh không? Thì cũng giống rồi nha. Nhưng đeo cái vỏ tôi không thích nha. Mà muốn mà đi hẹn yêu tóc quăng mà dài tới đầu gối luôn đó. Rồi, chúng ta sẽ gặp nhau. 2 phút các bà sẽ quyết định xem có đồng ý hẹn hò hay không. Mang đâu, kéo lên. Nôn lắm mà tự xoay luôn, tôi đâu cần xoay ghế đâu. Đó, cái đó chưa. 2 phút bắt đầu. Chào em. Chào. Em hiện giờ em đang ở đâu? Dạ em đang ở quận 1. Quận 1. Anh thì đang ở quận 12. Nhiều nhiêu đó thôi hả? Ba cái chữ dằn đến tôi. Ngồi nuốt nước miếng không nội ơi. Rồi sao tính vốn mắt nhìn nhau rồi cả hôm nay sao vậy trời? Ta đã qua 30 giây chưa nói gì đó. Không biết là sau chương trình này thì anh có thể mời Yến đi xem phim được không? Dạ được ạ. Sao mà anh mang cái vỏ bự quá vậy? Thì nó cũng không có bự lắm, mình bỏ đằng sau. Nó gọn. Ăn cái gì? Giống muốn lộn quá trời. Hết thời gian rồi, không nói được. Ôi, cơ hội. Không biết gì là dụng gì hết trơn. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò không hẹn hò. Dù có hẹn hò hay không đồng ý hẹn hò, các bạn vẫn được đến với vòng quay số may mắn với những sản phẩm từ Toshiba. Mời đặt tay ra phía sau. 1 bởi vì mình thích người nào đó thì tốt nhất là mình nói thật ra, đó cũng là một cái cơ hội cho mình. Chính xác, rất là mạnh mẽ. Có phải em không chọn bạn trai cái bên bị thiếu ba không không? Dạ em nghĩ cái ấn tượng đầu tiên nó quyết định. Khi mà em nhìn ảnh thì em nghĩ là có thể là làm bạn hợp hơn. Bạn Tuấn có buồn gì đó không? Thì buồn chút chút, nhưng mình đừng có lòi ra nhiều quá. Đừng lòi ra. Nghĩa là bạn có buồn nhiều mà không lòi ra. Có buồn mà kèm lại, giấu vô. À, cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn và mời các bạn chờ một tí để chúng ta tham gia vòng quay may mắn từ nhãn hàng Toshiba. Thấy chưa? Đó, có mất mát gì không? Tại cái vỏ này nè. Mời các bạn chờ đến vòng quay may mắn. Cao quá. Bạn gái đã nói cũng đúng lắm, em cũng đồng cảm, nghĩa là nhiều khi mình không thích mà do cái nhìn đầu tiên không thích là không thích. Em có thích anh không? Lần sau anh mặc áo vest em sẽ thích.